Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ban Nội chính Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, Ban Cán sự Đảng Tòa án Nhân dân tối cao và Ban Cán sự Đảng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 7 năm thực hiện quy chế phối hợp công tác. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Lưu Danh Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, chủ trì hội nghị tại điểm cầu Ninh Bình. Cùng dự có Đại tá Phạm Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân, Công an tỉnh. Từ khi có quy chế phối hợp, công tác phối hợp giữa các cơ quan đã được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện ngày càng chặt chẽ, kịp thời, đồng bộ, hiệu quả với tinh thần trách nhiệm cao, thượng tôn pháp luật và đúng quy định của Đảng, đạt được nhiều kết quả tích cực, khắc phục tình trạng quyền anh, quyền tôi, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của mỗi cơ quan và nhiệm vụ công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Nhất là đã tham mưu đề xuất nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật trong lĩnh vực nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. Các cơ chế, cách làm sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, nhiều quan điểm, nguyên tắc xử lý, cơ chế phối hợp chỉ đạo tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong phát hiện, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng tiêu cực và trong chỉ đạo, xử lý những vấn đề nổi lên về an ninh trật tự, bảo đảm đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, phù hợp với tình hình thực tế. Tham mưu chỉ đạo xử lý nhiều vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp được dư luận xã hội quan tâm. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác phối hợp giữa các cơ quan thời gian qua, đồng thời đề nghị bốn cơ quan cần tiếp tục phối hợp nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các ban chỉ đạo trung ương về chủ trương, chính sách, quan điểm, định hướng lớn của Đảng về lĩnh vực nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp, khẩn trương xây dựng và hoàn thiện đề án nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cơ chế kiểm soát quyền lực trong các lĩnh vực hoạt động dễ phát sinh tham nhũng tiêu cực, thể chế về phòng chống tham nhũng tiêu cực lãng phí, quan liêu, tội phạm và tệ nạn xã hội, về tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp, đẩy mạnh công tác phối hợp liên ngành trong tổ chức thi hành pháp luật. Mặt khác, cần chủ động phối hợp dự báo sớm, đánh giá đúng tình hình, nhận diện rõ các vấn đề phức tạp nổi lên ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Cùng với đó, kịp thời tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp có thẩm quyền các chủ trương, chính sách, giải pháp có tính chiến lược trong đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Kịp thời chỉ đạo xử lý các vấn đề nổi lên về an ninh trật tự, tổ chức tấn công trấn áp hiệu quả các loại tội phạm, giải quyết cơ bản tình trạng tập trung khiếu kiện đông người, không để phát sinh điểm nóng, bị động bất ngờ, không để các thế lực thù địch lợi dụng để chống phá. Tiếp tục phối hợp chỉ đạo triển khai thực hiện và theo dõi hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra, giám sát và tham mưu, giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các ban chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng và đối với các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, chủ động phối hợp tham mưu, đề xuất về chủ trương, định hướng xử lý đối với các dự án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp liên quan đến cán bộ diện trung ương quản lý, chủ động phối hợp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong công tác giám định, định giá tài sản, đẩy nhanh tiến độ xác minh, xử lý vụ việc, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án theo đúng kế hoạch. Bên cạnh đó, nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp trong thời gian tới.